406. Chuyện quốc vương Gandhara. Tiền thân Vandara. Làng phố Vũ Công 16.000. Bậc đại sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên, liên hệ với điều về việc tích trữ dược liệu. Tuy nhiên, hoàn cảnh chuyện này đã xảy ra ở Dương Xá. Khi tỳ kheo Bilindi Yavaccha đến cung vua để giải thoát gia đình người giữ ngự viên, ông dùng thần thông lực biến cung vua thành tòa nhà bằng vàng. Quần chúng quan hỷ đến tặng ông 5 thứ dược liệu. Ông đem phân phát khắp tăng chúng. Do đó, tăng chúng có nhiều dược liệu, và khi nhận được các dược liệu, họ chứa đầy các chai, hũ, bình, túi và cất để dành. Dân chúng thấy vậy thì thầm bảo nhau: các tỳ kheo tham lam kia đang tích trữ đồ đạc trong tịnh xá. Bậc đạo sư nghe vậy liền công bố giới điều: bất cứ dược liệu trị bệnh nào khi nhận được phải được dùng trong vòng 7 ngày, và bảo: này các tỳ kheo, các bậc trí nhân thuở xưa trước khi Đức Phật ra đời, dẫu xuất gia theo ngoại đạo và chỉ giữ ngũ giới, cũng đã khiển trách những ai tích trữ muối và đường cho ngày hôm sau. Còn các ông ngày nay dẫu đã được xuất gia theo giáo pháp giải thoát, lại tích trữ đồ đạc đến 2-3 ngày ư? Và ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa Bồ Tát là vương tử của xứ Gandhara, khi vua cha Băng Hà, ngài lên ngôi vua trị nước chân chánh. Đồng thời ở vùng trung thổ tại vương quốc Videha, có vị vua mệnh danh Videha cai trị. Hai quốc vương này chưa hề gặp nhau, nhưng lại là thân hữu và tin cậy lẫn nhau. Thời ấy loài người trường thọ, đời sống dài 30.000 năm. Một hôm, vào ngày trai giới trăng tròn, vua Gandhara đã phát nguyện giữ giới và ngự trên bảo tòa giữa ngai vàng dành cho ngài. Nhìn ra một cửa sổ rộng mở ở góc hướng đông, ngài ngồi thuyết giảng cho quần thần về bản chất giáo lý. Lúc ấy, thần Rahu, La Hầu, vua các thần Atula, đã che hết mặt trăng tròn đầy, đang tỏa sáng cả bầu trời. Ánh trăng biến mất, triều thần không thấy ánh trăng, liền tâu vua rằng thần Rahu đã chụp lấy mặt trăng. Vua quan sát mặt trăng nghĩ thầm: mặt trăng đã mất ánh sáng vì bị một biến động bên ngoài làm hỏng. Nay triều thần chính là mối phiền lụy của ta. Ta không nên để mất ánh sáng như mặt trăng bị thần Rahu chụp lấy. Ta muốn rời quốc độ như mặt trăng chiếu trên bầu trời trong sáng và trở thành ẩn sĩ. Tại sao ta lại giáo giới người khác? Ta muốn ra đi từ giả thân quyến, thần dân và giáo giới bản thân ta mà thôi. Điều ấy mới thích hợp với ta. Vì vậy ngài phán: các khanh cứ làm gì tùy ý, rồi ngài trao quốc độ cho triều thần khi ngài đã từ bỏ vương quốc ở hai xứ Kashmir và Gandhara. Ngài sống đời tu hành. Khi chứng đắc các thắng trí, ngài an cư mùa mưa ở vùng tuyết sơn, chuyên tâm vào sự an lạc của thiền định. Khi hỏi thăm các thương nhân, vua Videha bảo: hiền hữu của ta có được khang an chăng? Và được tin ngài đã ra đi đời sống tu hành. Vua suy nghĩ: hiền hữu ta đã xuất gia tu tập, ta còn phải làm gì với quốc độ này? Vì thế ngài thoái vị ở kinh thành Mithila dài 7 dặm và vương quốc Videha rộng 300 dặm, gồm 16.000 làng với các cửa hiệu đầy hàng hóa, 16.000 nữ vũ công. Rồi cũng không nghĩ đến các hoàng tử và công chúa. Vua lên dùng tuyết sơn sống đời tu hành. Tại đó ngài chỉ sống bằng quả trứng trong đời độc cư thanh tịnh. Cả hai vị vua an tịnh độc cư như vậy, sau đó gặp nhau nhưng không nhận ra nhau. Tuy thế hai vị vẫn sống cùng nhau trong cảnh đời an tịnh với tình thân hữu. Ẩn sĩ xứ Videha phục vụ ẩn sĩ xứ Gandhara. Vào một đêm đầy trăng, trong lúc hai vị ngồi dưới gốc cây đàm luận đạo lý, thần Rahu che khuất mặt trăng đang sáng tỏa khắp bầu trời. Ẩn sĩ xứ Videha nhìn lên hỏi: tại sao ánh trăng bị mất? Và khi thấy trăng bị thần Rahu chụp, vị ấy hỏi: bạch tôn sư, tại sao nó che khuất mặt trăng làm cho tối tăm vậy? Này đồ đệ, đó là do duyên quấy nhiễu mặt trăng tên gọi Rahu, nó ngăn cản mặt trăng chiếu sáng. Chính ta khi thấy mặt trăng bị thần Rahu che khuất đã suy nghĩ: mặt trăng sáng trở nên tối vì bị quấy nhiễu từ bên ngoài. Nay quốc độ là mối phiền nhiễu đối với ta, ta muốn theo đời tu hành để quốc độ không làm ta đen tối như thần Rahu làm tối mặt trăng kia. Như vậy,
lấy chuyện mặt trăng bị thần Rahu che khuất làm chủ đề của ta, ta từ giả vương quốc và sống đời tu hành. Bạch Tôn Sư, thế ngài là cựu vương nước Gandhara ư? Chính phải. Bạch Tôn Sư, chính đệ tử là cựu vương Videha, trong quốc độ Videha và kinh thành Mithila. Dù chúng ta chưa từng thấy nhau, chúng ta chẳng phải đã làm bạn với nhau đó sao? Thế chủ đề của hiện hữu là gì? Đệ tử nghe Tôn Sư đã xuất gia tu tập nên suy nghĩ, chắc chắn ngài đã tìm thấy lợi ích của nếp sống ấy. Đệ tử xem ngài là chủ đề của mình nên từ giả quốc độ và xuất gia. Từ đấy trở đi, hai vị trở nên hết sức thân thiết, quý mến nhau và chỉ sống bằng quả rừng. Sau một thời gian an trú tại đó, hai vị từ tuyết sơn đi xuống tìm muối và giấm, dần dần đến một làng ở biên địa. Dân chúng hoan hỷ vì phong cách hai vị đã cúng dường, và khi nhận được lời hứa, họ dựng thảo am để hai vị trú ban đêm và ở cả trong rừng nữa, rồi mời hai vị ở lại đó. Bên vệ đường, họ còn dựng một phòng ăn ở một nơi đẹp có nước chảy. Sau khi đi khất thực từ làng biên địa, hai vị ngồi dùng món ăn trong thảo am kia, rồi trở về chỗ cư trú của mình. Dân chúng cúng dường thực phẩm, có hôm để muối lên một ngọn lá rồi đem đến cho hai vị, hôm khác lại đem thức ăn không có muối. Một hôm họ cúng dường hai vị rất nhiều muối trong một cái rổ bằng lá. Ẩn sĩ xứ Videha lấy muối đem vừa đủ phần Bồ Tát lúc dùng thức ăn, và cũng lấy phần vừa đủ cho mình. Sau đó cất phần còn lại trong rổ lá, đặt vào một cuộn cỏ, tự nhủ: cái này sẽ có ích cho ngày không có muối. Rồi một hôm nhận được thức ăn không có muối, ẩn sĩ xứ Videha đem món khất thực đến ẩn sĩ Randara, lấy muối trong cuộn cỏ ấy ra và bảo: bạch Tôn Sư, hãy lấy muối, dân chúng hôm nay không cho ta muối, vậy đồ đệ lấy đâu ra muối? Bạch Tôn Sư, hôm kia dân chúng cho nhiều muối nên đệ tử cất phần dư và bảo: cái này sẽ có ích cho ngày không muối. Bồ Tát liền quở trách vị này, bảo: này kẻ ngu si kia, ông đã từ bỏ vương quốc Videha rộng 300 dặm, đã xuất gia tu hành và chứng đạt tâm ly dục, nay ông lại khởi lòng ham thích muối và đường. Khuyến giáo như vậy xong, ngài ngâm dần kệ đầu: phố xá thôn trang 16.000, ông từ bỏ hết mọi giàu sang, kho tàng của cải nhiều vô tận, nay tích trữ gì đấy phải chăng? Ẩn sĩ Videha bị khiển trách như vậy, không kham nhẫn lời khiển trách mà trở nên lạnh lùng bảo: bạch Tôn Sư, ngài không thấy lỗi của ngài, mặc dù ngài thấy lỗi của tôi. Ngài đã chẳng rời bỏ vương quốc và xuất gia, tự bảo: tại sao ta phải khuyến giáo kẻ khác? Ta muốn khuyến giáo bản thân ta mà thôi ư? Thế sau này ngài lại đang khuyến giáo tôi đấy. Rồi vị ấy ngâm dần kệ thứ hai: ngài bỏ Ganda mọi phố phường, biết bao châu báu ở kho tàng, không còn ban lệnh cho ai nữa, nay lại truyền tôi lệnh ấy chăng? Nghe vậy Bồ Tát ngâm dần kệ thứ ba: chính vì chân chánh ta khuyên rằng, vì ghét những gì chẳng chánh chân, khi nói cho ông điều chánh hạnh, lỗi lầm ta chẳng phạm vào thân. Ẩn sĩ xứ Videha nghe Bồ Tát nói đáp lại: bạch Tôn Sư, thuyết giảng cho người khác sau khi đã làm kẻ ấy đau buồn giận dỗi là điều không thích hợp, dầu có thuyết giảng đúng vấn đề đi nữa. Tôn Sư đang nặng lời gay gắt với tôi như thể cạo đầu tôi với con dao cùng. Rồi vị ấy ngâm dần kệ thứ tư: bất cứ lời nào nếu nói ra sẽ gây thương tổn đến người ta, trí nhân không nói ra lời ấy, cho dẫu tạo nên quá lớn mà. Bồ Tát liền đáp dần kệ thứ năm: người nghe ta rắc trấu hay không, hay dẫu người kia bị tổn thương, khi nói ra điều gì chánh hạnh, lỗi lầm ta chẳng phạm vào thân. Nói vậy xong, ngài tiếp tục bảo: này Ananda, ta không cư xử với ông như người thợ gốm cư xử với đám nồi đất chưa nung đâu. Ta sẽ còn khiển trách nhiều lần nữa, vì cái gì là cốt lõi, cái ấy sẽ tồn tại. Do vậy, ngài cương quyết giữ cách xử sự phù hợp với lời giáo huấn của Đức Thích Tôn, ví như người thợ gốm giữa đám đồ gốm, sau một thời gian thường xuyên đập gõ lên chúng, chỉ chọn cái nồi đã nung kỹ, chứ không chọn cái nồi đất chưa nung. Ngài cũng chọn người tốt như chiếc nồi được nung kỹ kia bằng cách khuyến giáo và khiển trách nhiều lần như thế. Rồi muốn thuyết giảng để nêu rõ cho vị ấy hiểu điều này, ngài ngâm dần kệ: nếu trí đức không được luyện rèn, trong đời sống để mãi tăng thêm,
Nhiều người phiêu bạt chân buông thả, như thể trâu mù cứ bước lên. Song các trí nhân khéo luyện rèn, để cho thiện hạnh mãi tăng thêm. Chính nhờ đạo hạnh này thuần thục, nên các tha nhân bước tiếp liền. Nghe lời ấy, ẩn sĩ xứ Videha nói: Bạch Tôn Sư, từ nay về sau xin cứ giáo huấn đệ tử. Đệ tử trót lỡ nói lời bất nhã với ngài, xin tha thứ cho đệ tử. Rồi cúi đầu đảnh lễ cung kính, vị ấy được Bồ Tát thứ lỗi. Như vậy hai vị đã sống hòa hợp với nhau và trở về Tuyết Sơn. Sau đó Bồ Tát dạy ẩn sĩ xứ Videha cách chứng đắc thiền định. Vị ấy tuân thủ và thành tựu các thắng trí cùng các thiền chứng. Hai vị không bao giờ gián đoạn thiền định, nên về sau tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Và thời ấy, ẩn sĩ xứ Videha là Ananda và quốc vương Gandhara chính là ta. 407. Chuyện Đại Hầu Vương, tiền thân Mahakabi. Chính thân ngài đã bắt ngang cầu khỉ. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về các thiện nghiệp đối với thân quyến. Hoàn cảnh chuyện này sẽ xuất hiện trong tiền thân Badasala số 444. Tăng chúng bắt đầu bàn luận trong chánh pháp đường bảo nhau: Đức Phật Toàn Giác đã làm nhiều thiện sự đối với thân quyến. Khi bậc đạo sư hỏi tăng chúng và được trình bày đề tài trên, ngài đáp: Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu Như Lai làm thiện nghiệp đối với thân quyến. Và ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát nhập mẫu thai loài khỉ. Khi lớn lên, ngài có dốc dáng oai nghi lực lưỡng và cường tráng, cùng sống với một đàn 80.000 con khỉ ở Tuyết Sơn. Gần bờ sông Hằng có một cây xoài, nhiều người khác bảo là cây đa. Dưới nhánh chồi tỏa bóng mát và lá rậm rạp như một đỉnh núi. Trái xoài ngọt có mùi hương và vị tuyệt diệu, to bằng các bình nước. Trái từ một cành rơi xuống đất, từ một nhánh khác rơi xuống sông Hằng, từ hai nhánh khác rơi vào gốc cây. Trong lúc ăn xoài cùng với loài khỉ, Bồ Tát nghĩ thầm: Một ngày kia tai họa sẽ xảy đến cho ta do trái xoài rơi xuống nước. Vì thế, không để lại trái xoài nào trên cành cây mọc trên bờ sông, ngài bảo bọn chúng ăn hết hoặc ném bỏ qua đúng mùa, ngay từ khi nụ hoa mới nhú bằng hột đậu. Tuy thế, một trái xoài chín nằm kín trong một tổ kiến, nên cả 80.000 con khỉ không trông thấy, rớt xuống dòng sông và mắc vào cái lưới ở phía trên vua Ba La Nại, lúc ấy đang tắm sông vui đùa với một tấm lưới ở trên và một tấm ở dưới. Khi vua đã vui đùa suốt ngày và sắp ra về lúc chiều tối, bọn người đánh cá đang kéo lưới lên, trông thấy trái cây nhưng không biết loại gì, liền đem dâng vua. Vua hỏi: Trái gì thế? Tâu đại vương, chúng thần không biết. Thế ai biết? Tâu đại vương, các người kiểm lâm. Vua truyền gọi bọn người kiểm lâm, và khi nghe họ bảo đó là trái xoài, vua lấy dao cắt nó ra, rồi trước hết bảo bọn kiểm lâm ăn xoài, sau đó chính nhà vua cũng ăn xoài. Hương vị xoài chín thấm nhuần khắp toàn thân vua. Do lòng ham muốn hương vị câu thúc, vua hỏi bọn kiểm lâm cây ấy ở đâu. Và khi nghe rằng cây ấy ở trên bờ sông về hướng Tuyết Sơn, vua truyền ráp các chiếc bè lại và chèo ngược lên thượng nguồn của sông theo lộ trình được đám kiểm lâm hướng dẫn. Số ngày đi đường chính xác là bao nhiêu không được nêu ra. Theo thời gian họ đến nơi ấy, và bọn kiểm lâm trình vua: Tâu đại vương, đó là cây xoài. Vua dừng bè lại và cùng đám quần thần đông đảo đi bộ đến nơi, rồi truyền trải sàn tọa ngay dưới gốc cây. Vua nằm ngủ sau khi đã ăn xoài và hưởng đủ mọi thứ hương vị tuyệt hảo. Khắp mọi phía quân lính canh gác cẩn thận và nhóm lửa lên. Khi mọi người đã ngủ yên, Bồ Tát cùng bầy khỉ đến đó lúc nửa đêm. 80.000 con khỉ truyền từ cành nọ sang cành kia ăn xoài. Vua tỉnh giấc thấy bầy khỉ, liền đánh thức quân hầu và gọi đám xạ thủ đến bảo: Hãy bao vây loài khỉ đang ăn xoài để chúng không thoát được, rồi bắn cả đi. Ngày mai ta muốn ăn xoài với thịt khỉ. Đám xạ thủ tuân lệnh đồng đáp: Muôn tâu, được lắm. Rồi họ bao vây cả cây với cung tên sẵn sàng. Bầy khỉ thấy họ sợ chết vì chúng không thể trốn được, liền nhảy đến Bồ Tát và thưa: Tâu đại vương,
các xạ thủ đang chây quanh cây và bảo: ta sẽ bắn chết loài khỉ lang thang trộm cắp này. Chúng con phải làm gì bây giờ? Chúng vừa đứng vừa run rẩy. Bồ Tát bảo: đừng sợ, ta sẽ cứu mạng các con. Vừa an ủi bầy khỉ như vậy xong, Ngài leo lên một cành mọc thẳng đứng, rồi đi qua một cành khác trải dài về phía sông Hằng, xong lại nhảy vọt về cuối cành ấy, vượt qua 100 tầm cung và hạ xuống một bụi cây trên bờ. Khi xuống đến nơi, Ngài đánh dấu khoảng cách và nói: đó là khoảng cách ta đã vượt qua. Rồi cắt một đọt tre sát gốc, lột vỏ và nói: phần này sẽ được buộc vào cây ấy, và phần kia sẽ ở trên không. Khi tính hai chiều dài như vậy, Ngài quên phần buộc vào thắt lưng mình. Ngài cầm đọt tre buộc một đầu vào thân cây trên bờ sông Hằng và phần kia vào thắt lưng, sau đó nhảy vọt qua khoảng cách 100 tầm cung ấy với tốc độ của mây bay theo gió cuốn. Do không tính phần tre buộc vào thân mình, Ngài không tới tận cây ấy. Vì vậy, Ngài lấy hai tay nắm chặt cành cây và ra hiệu cho cả đàn khỉ: cầu chúc các con may mắn qua nhanh lên, bước trên lưng ta mà đi dọc theo cây tre. Cả 80.000 con khỉ trốn thoát được theo cách ấy. Sau khi cung kính đảnh lễ Bồ Tát, xin phép Ngài ra đi. Thời ấy, Devadatta Đề Bà Đạt Đa là một con khỉ trong đàn kia tự nhủ: đây là cơ hội để ta thanh toán kẻ thù. Vì thế vừa trèo lên cành cây, nó nhảy giọt và ngã trên lưng Bồ Tát. Tim Bồ Tát dở nát, vô cùng đau đớn. Sau khi gây ra nỗi đau khổ thống thiết cho Ngài như vậy, nó liền bỏ đi, chỉ còn Bồ Tát một mình. Lúc ấy vua tỉnh giấc thấy rõ mọi việc bầy khỉ đã làm cùng Bồ Tát. Vua lại nằm xuống suy nghĩ: con vật này không kể đến tính mạng mình, đã cứu thoát cho cả đàn bình an. Khi trời sáng, vua hoan hỷ về Bồ Tát, lại suy nghĩ: giết hại chú khỉ này thật không phải đạo, ta muốn đem nó xuống và săn sóc nó. Vì vậy vua quay bè xuống sông Hằng và dựng một cầu cao ở đó để Bồ Tát nhảy xuống nhẹ nhàng, truyền đem tấm y vàng phủ trên lưng Ngài và tắm rửa Ngài trên sông, cho Ngài uống nước đường, lau thân thể Ngài thật sạch và tẩm dầu thơm đã lọc kỹ cả ngàn lần. Sau đó trải một tấm da đã được thoa dầu lên sàn tọa và đặt Ngài nằm ở đó, còn vua ngồi ở một chỗ thấp hơn. Và vua ngâm dần kệ đầu: chính thân Ngài đã bắt ngang cầu khỉ, cho cả đàn trốn thoát được bình an. Này khỉ kia, Ngài với chúng họ hàng, hay bọn chúng là gì Ngài đó vậy? Nghe lời này, Bồ Tát ngâm các dần kệ khuyến giáo vua: tâu đại vương, tôi trông nom bọn ấy, là hầu vương tôi làm chủ cả đàn. Khi bọn kia đầy rẫy nỗi kinh hoàng, vì các vị lòng lo buồn đau đớn, tôi nhảy qua 100 tầm cung lớn, được trải dài trên vị trí nằm ngang. Rồi khi tôi đã buộc khúc tre non thật vững chắc ở quanh sườn tôi đó, muốn đến cây như dần mây bão tố, được cuồng phong thổi bạc cực kỳ nhanh, xong mất đà tôi chỉ đến đầu cành, cầm lấy nó bàn tay tôi thật vững. Khi tôi nằm trên cây treo lơ lửng, buộc chặt vào cành với khúc tre non, bầy khỉ kia đã bước cả lưng còm, giờ đây chúng được an toàn thoát nạn. Tôi không sợ nỗi đau vì thiệt mạng, dẫu giam cầm tôi cũng chẳng đau buồn, khi bình an hạnh phúc với cả đàn, xưa bọn chúng tôi đã từng cai trị. Một ví dụ dành cho Ngài Đại Đế, nếu Ngài mong học đạo lý chánh chân, niềm an vui hạnh phúc của toàn dân cùng quân đội và kinh thành chiến mã đối với Ngài đều thiết thân tất cả, nếu Ngài mong trị nước thật an bình. Bồ Tát giáo huấn vua như thế xong liền từ trần. Vua gọi các đại thần đến truyền lệnh cho hầu vương được thọ hưởng tang lễ như một quốc vương. Rồi vua truyền bảo đám phi tần: các nàng hãy đưa hầu vương ra tận nghĩa địa với tư cách là đoàn tùy tùng của hầu vương, mặc y đỏ, xõa tóc xuống và cầm đuốc trong tay. Các đại thần làm dàn hỏa táng với 100 xe củi. Sau khi đã chuẩn bị tang lễ của Bồ Tát theo nghi thức vua chúa, họ đem xương sọ của Ngài đến trình vua. Vua truyền xây một đền thờ ở tại địa điểm hỏa táng Bồ Tát, làm lễ đốt đuốc và dâng hương hoa cúng dường. Vua lại truyền khảm vàng vào xương sọ, nâng nó lên cao trên đầu ngọn giáo và đặt tại cổng thành, rồi cúng dường hương hoa khi vua đến Ba La Nại. Sau đó, truyền lệnh cho cả kinh thành trang hoàng thật trang nghiêm. Nhà vua làm lễ suy tôn xá lợi suốt 7 ngày. Khi đã nhận phần xá lợi và dựng đền thờ trong thành,
vua đến đó cúng dường hương hoa suốt đời. Được an trú do lời dạy của Bồ Tát, vua chuyên tâm bố thí cùng làm nhiều thiện sự khác và cai trị chân chánh, nên về sau tái sinh thiên giới. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Thời ấy vua là Ananda, đàn khỉ là hội chúng này, và hầu dương chính là ta.